Tổng thống Hollande đón gia đình bị bắt cóc ở Cameroon, tin từ Paris. Tổng thống François Hollande đã chào đón gia đình bị bắt cóc ở Cameroon và bị cầm giữ ở Nigeria trong 2 tháng qua. Gia đình Moline Fournier đã được trả tự do trong ngày hôm qua sau các cuộc thương lượng bí mật với một nhóm khủng bố. Gia đình gồm có 7 người bị bắt cóc đã lên phi cơ về nước trong đêm qua với Ngoại trưởng Laurent Fabius. Tổng thống Hollande đã ra phi trường chào đón, cảm ơn Cameroon và Nigeria đã can thiệp đưa tới việc trả tự do cho các con tin. Ông Tanguy Moline Fournier, làm việc cho công ty GDF Suez ở Cameroon, đã bị bắt cóc cùng với vợ, 4 người con và 1 người anh. Gia đình này đã bị những người đi xe gắn máy trang bị súng Kalashnikov bắt cóc ngày 19 tháng 2 ở Dabanga, cách biên giới Nigeria khoảng 10 cây số, gần công viên quốc gia Waza. Thành phần bắt cóc thuộc nhóm Hồi giáo Boko Haram sau đó đã công bố những khúc video đe dọa giết gia đình này nếu chính quyền Nigeria và Cameroon không trả tự do cho những dân quân bị bắt giữ. Pháp hiện đang còn 8 con tin bị các nhóm dân quân Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda trong vùng Sahel cầm giữ.